Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 20 tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Theo thông tin tại cuộc họp, trong giai đoạn tăng cường thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 tại 23 địa phương đã ghi nhận hơn 78.000 ca mắc. Số ca mắc mới trong cộng đồng theo ngày có xu hướng gia tăng do các địa phương đang tăng cường xét nghiệm diện rộng. Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất hiện nay là ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất, nhanh nhất, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết 86 của Chính phủ. Đã giãn cách xã hội để chống lây lan thì phải thực nghiêm, thực chặt, phải giám sát hiệu quả, chặt chẽ. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phải xét nghiệm thần tốc, tiêm vaccine một cách khoa học, an toàn, hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải đảm bảo an sinh xã hội, không để thiếu ăn, thiếu mặc với những người khó khăn, người lang thang cơ nhỡ, người yếu thế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trong thời gian giãn cách.